Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay Minh sẽ cho anh em giải đáp một cái thắc mắc, đó là xe bán tải mình có mua đi gia đình được không? Và ưu nhược điểm khi mà mình chọn cái dòng xe bán tải. Thì Minh đã đi xe bán tải từ năm 2019 tới nay là 2023, đã 4 năm. Và qua hai dòng xe, chiếc trước là Nissan, anh em cũng biết coi clip là Nissan. Chiếc mới gần đây là Triton. Còn những cái xe khác là mình mượn bạn mình trải nghiệm. Thì bây giờ mình sẽ vô giải đáp thắc mắc ưu nhược điểm khi mà anh em mua xe bán tải và sử dụng gia đình nè, hay là cái gì khác, mình sẽ giải đáp trong cái clip này nha anh em nha. Thì nhắc tới bán tải thì anh em sẽ nói đến là cái tải là cái thùng phía sau đó. Thì cái thùng phía sau thì anh em có thể chở đồ này nọ kia khác rất là nhiều, rất là tiện đó. Và thôi bây giờ điều đầu tiên đây, thì bây giờ mình sẽ nói với anh em là cái nhược điểm trước ha, mình nói cái xấu của xe trước. Thì nó đôi lúc là cái clip mình nó sẽ thiếu, anh em thấy nó có thiếu cái gì thì anh em có bổ sung vô. Rồi bây giờ mình sẽ vào nhược điểm của xe. Cái nhược điểm đầu tiên đó là xe bán tải, ngoại trừ cái một cái con là Ford khùng hả, Ranger gì, Ford Raptor cái đời 2019 á, thì mới có không niên hạn. Còn tất cả các xe bán tải đều có niên hạn 25 năm, có nghĩa là đi 25 năm là phải bỏ xe rồi. Ok rồi, cái chi phí mà anh em đăng kiểm nó sẽ mắc hơn, tại vì nó dính vô chữ tải, chi phí đường bộ đó anh em, phí đường bộ nó sẽ mắc hơn. Rồi tiếp theo là xe, anh em thấy không, xe nó bự nó to, thì mình đi đậu xe ở những quán ăn hoặc là mình di chuyển trong thành phố nó rất là bất tiện đó. Anh em nào mà trải nghiệm bán tải rồi thì anh em sẽ biết ha, đi trong thành phố sẽ rất là bất tiện đậu quán ăn. Nhưng mình đi trong những chỗ đông người á rất là bất tiện. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong xe, mình nói thêm những cái nhược điểm nữa mà anh em đáng lưu ý. Như anh em thấy đó là cái dàn ghế phía sau, nó sẽ không có thoải mái giống như là những cái dòng xe sedan 4 chỗ hoặc 7 chỗ hoặc 5 chỗ. Nó sẽ không có thoải mái, ngồi nó sẽ hơi bị đứng. Tất cả các dòng bán tải dù xe nào, ngoại trừ mấy dòng cao cấp nha, mấy cái dòng như F50 đồ á, mình ở đây mình đang nói xe cùng giá. Mình nói xe cùng giá cho anh em dễ hiểu đi. Ví dụ con bán tải này 800 triệu thì cầm 800 triệu đó một con sedan 4 chỗ thì ngồi nó sẽ thoải mái hơn. Nó không thiết kế thoải mái dành cho người phía sau mà theo là vậy. Rồi thì cái xe này á thì nó sẽ nhược điểm là cảm giác lái của nó sẽ không có bằng những xe cùng tầm giá anh em. Nó hơi trong trên một chút xíu, cách âm nó hơi kém một chút xíu cùng tầm giá xe nha. Đó là những cái mà Minh thấy là nhược điểm đó. Mình nói nó hơi trong trên đó là nó còn liên kết nhiều thứ, đó là cái giảm sốc, vì do là bán tải, khi mà anh em đi không có tải á thì nó rất là sốc, còn khi mà anh em chở xe hay là chở cái gì đó thì nó đỡ hơn, nhưng mà khi mà anh em không rất là sốc. Còn trong tầm giá tiền, ví dụ khoảng xe 800 triệu, tầm giá 800 triệu thì chiếc xe này nó không cách âm ngon bằng những chiếc 4 chỗ anh em. Đó là những cái nhược điểm thôi. Và anh em đừng có vội mà đánh giá liền nha anh em. Anh em nhược điểm thì từ từ mình sẽ quay ưu điểm cho anh em. Bây giờ mình nói những cái nhược điểm trước để cho anh em sơ bộ. Và cái công nghệ cũng vậy. Công nghệ thì nó sẽ, nói về xe bán tải thì nó sẽ không có ngon bằng những xe sedan 4 chỗ hoặc là những xe cùng tầm giá tiền nha anh em. Ví dụ xe 800 triệu này với lại xe sedan 4 chỗ 800 triệu thì đương nhiên xe sedan nó sẽ ngon hơn. Theo mình đánh giá là vậy nha anh em. Còn có gì sai thì anh em góp ý thêm. Không biết cái này là ưu điểm hay là nhược điểm, nhưng mà thôi, nói nó nhược điểm đi. Nhược điểm của nó thì cái cảm giác lái của mình á, những người thích thì sẽ thích, mà những người không thích thì sẽ không thích. Ví dụ như những người mà người ta chỉ thích sedan 4 chỗ, ta leo lên xe này, ta xe cắm hay không thích. Còn những người mà thích bán tải, thích sự chinh phục thì ta lên ta sẽ thích. Nhiều khi nó không phải là ưu điểm hay nhược điểm nữa, anh em tự phân tích đi. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp.
Thôi bây giờ mình qua cái phần nãy giờ mình chê nó rồi. Mình chê cũng nhiều rồi. Còn một cái chê nữa, đó là đương nhiên là những dòng bán tải này đều là sử dụng máy dầu. Thì máy dầu thì sao? Máy dầu thì cỡ nào nó cũng ồn hơn máy xăng một chút xíu. Nhưng mà cái ưu điểm của nó thì mình sẽ nói vào cái phần ưu điểm thôi anh em ạ. Rồi ok, bây giờ mình vào phần ưu điểm của xe. Rồi, bây giờ là nãy giờ nói về cái nhược điểm rồi. Chê nó quá rồi, chê nãy giờ. Bây giờ mình nói thực tế luôn à. Những cái mà nó mang lại nè, ưu điểm nè. Thứ nhất là em quay một vòng coi đó. Xe bán tải nhìn nó rất là hầm hố, nó sẽ thích dành cho những người hầm hố đó, ngoại hình nó hầm hố đó. Ngầu, to, bự, đẹp. Đẹp đối với những người mà người ta thích thôi, người ta không thích thì thôi. Rồi, cái thứ hai đó là cái thùng đó. Cái thùng này á sẽ giúp anh em chở rất là nhiều đồ. Và đặc biệt mà khi anh em, ví dụ nha, ví dụ một cái nhỏ nhỏ thôi, anh em mua sầu riêng, họ anh em mua cá tươi, cá gì đó anh em bỏ đây, đúng không? Nếu mà anh em đi 4 chỗ, 7 chỗ anh bỏ vô xe lại xe thú quốc. Còn anh em bỏ đây rất là đa nhiệm. Nó đa tiện lợi, nó đa dụng đó anh em. Rồi, ví dụ như mình, bản thân mình, mình có nuôi chó. Mình có một cái chuồng mình để đây, mình đóng lại, chở chó đi rất là thoải mái, trong xe không hôi, không gì hết. Rồi, thứ nó mang lại, vì mình là công việc là mình rất là thích mô tô, anh em biết là mình biker mà, thì mình biker rất là thích mô tô, thì mình nó sẽ chở được mô tô lên đây đi du lịch, đi chơi, hoặc là mình chở đi giao xe cho khách, nó kiếm ra tiền cho mình đó. Lâu lâu chở một chuyến vận chuyển xe rồi cứu hộ xe rồi còn kiếm ra tiền cho mình. Đó là cái ưu điểm mà nó mang lại là mình rất thích đó. Và khi mà anh em đi camping hay đi du lịch thì anh em bỏ rất là nhiều đồ ăn và nhiều thứ trên đây. Và đối với mình, tại vì sao mình không có để cái nắp thùng, anh em không để cái nắp thùng, tại bởi vì mình chuyên chở mô tô. Còn những mà anh em mà không có chở mô tô, anh em chở những cái đồ mà trời mưa đồ nó dễ ướt á, dễ ướt á, thì anh em có thể làm một cái nắp thùng lên. Còn nếu mà mình làm cái nắp thùng thì mình không thể nào chở mô tô được đó. Mình chở mô tô đó, mình biker chuyên mua bán vận chuyển cứu hộ, đó là những gì mà đem lại cho mình. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói về phần máy dầu. Máy dầu nó ồn hơn nhưng mình đi nó lại tiết kiệm hơn cho anh em mình. Nó rất là tiết kiệm và nó bền hơn. Và khi mà anh em đi đường xa thì nó mạnh hơn, leo dốc đồ nó mạnh hơn, cực kỳ mạnh hơn. Đó là những thứ mà mình thấy cái con xe này nó đem lại cho mình. Rồi thì bây giờ mình nói thêm về phần bảo dưỡng nữa. Thì có nhiều anh em nói máy dầu thì bảo dưỡng sẽ rẻ hơn máy xăng, thì cái đó tùy thôi. Thì theo mình cái con xe này nè, mình bảo dưỡng cấp 10.000 cây cấp 20.000 cây thì nó đâu cái bill khoảng 6 triệu. Khi mà anh em bảo dưỡng cấp 30.000 cây thì khoảng 10 triệu. Anh em bảo dưỡng 40.000 cây thì đâu đó khoảng mười mấy triệu. Thì đó là những cái cấp mà bảo dưỡng mà mình chia sẻ lại cho anh em. Bảo dưỡng thì nó gồm thay nhớt, thay lọc, thay răng, xả nhớt, rồi vệ sinh, rồi thay nước mát, rồi này nọ đó, nó gồm bao gồm chi phí đó. Thì anh em cứ nhắm mà anh em chơi. Về dầu thì mình thấy là đi nó nhẹ nhàng hơn xăng. Đó là cái ưu điểm mà mình đang muốn nói tới cho anh em dễ hiểu đó. Và ở con xe bán tải này á, một cái ưu điểm nữa mà mình thích, đó là nó sẽ đi được đa địa hình. Có nghĩa là anh đi đường, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh mình. Đúng là thành phố Hồ Chí Minh rất là mưa. Mưa rồi ngập lụt. Thì con này nó cao á anh em, gầm cao quá, anh em phải đi đường trời mưa rất là tự tin. Và khi anh em leo mấy cái gờ này nè, gờ dốc này, thì anh em rất tự tin, có cao hơn xíu nữa là cũng không có sợ gì hết. Mình tự tin luôn, mình leo là không có sợ gì hết. Nói chung là đa địa hình đó anh em. Nhưng mà đây, mình có quay thêm cho anh em. Khi mà anh em lên cái lớp gai này nè, quay xa cũng được, khỏi quay gần cũng được, thì anh em nhìn cái cơ bản là nó đẹp đúng không? Nó đẹp, nhưng là bị cái là nó ồn. Đi xa nó rất là ồn, hay đi tốc độ cao rất là ồn nha. Còn anh em để cái lớp thường á thì nó không có đẹp, nó không có ngầu, nhưng mà đi rất là êm. Anh em lưu ý khi mà lên cái lớp này nha anh em nha. Đó, thì ở đây đó mình đã xem, mình thì đã lên một số thứ giống như lớp nè, lên spec nè, đưa ra cho nó đẹp, nó thẩm mỹ nó đẹp hơn. Nhưng mà nó lại gì? Lại sẽ ồn hơn. Đó, anh em nào mà không chịu được ồn thì anh em để zin, nhưng mà để zin mình thấy nó không có được ngầu. Đó, thì con xe này mình đã sử dụng đâu đó là tháng 7 2022, bữa nay là
một năm rưỡi rồi anh em, một năm rưỡi rồi đó. Thì mình cảm thấy thì nó sẽ không có hư cái gì hết, thì xe mới mà nó không hư cái gì hết. Và bán tải rất là mạnh anh em, đi rất là đã, đi rất là đã. Và những lưu ý mình dặn thêm anh em thì do bán tải nó là máy dầu thì anh em nên nhớ dán cái chỗ này là chỗ này là chữ dầu ha. Nhiều khi á mình quên hay là mình buồn ngủ mình đi xa á, người ta đổ xăng vô là gọi là thí mẹ luôn. Người ta gọi là thí mẹ luôn, đổ xăng vô là máy. Rồi thì đó, mình vẫn thích cái ưu điểm đó là nó sẽ nếu mà mình là một người sử dụng giống như mình, anh em một người giống như mình thì đương nhiên là phải có một con bán tải rồi anh em. Tại vì nó có thể kiếm ra tiền cho mình vận chuyển cứu hộ và có thể chở đam mê của mình, chở xe, và mình có thể đi nhiều nơi và mình có thể sử dụng đi chơi được luôn anh em. Với một con bán tải mà bây giờ hiện tại xe bán tải anh em lên thời trang xíu là anh em có đi chơi đi ăn đồ được luôn, rất là đa nhiệm đa dụng đó. Còn đối với mà anh em mà mua xe này về mà chỉ để đi lại đi dạo thôi thì khuyên anh em là nên mua một cái con 4 chỗ đi sướng hơn. Nếu mà anh em không có chở đồ đạc đồ nhiều thì anh em mua con 4 chỗ sướng hơn. Còn chứ mà anh em để mua con bán tải bự như thế này rồi anh em chỉ để đi dạo thôi thì nó mình thấy rất là phí. Đó là những cái điều mà mình đưa ra để cho anh em có kinh nghiệm hơn sau khi mua xe đó. Thì đây là những cái ý kiến mà mình đóng góp cho anh em đó, và để anh em cải thiện hơn thì mình đã trải nghiệm mình chơi thì mình chia sẻ lại cho anh em thôi. Anh em nào thấy có nói thiếu cái gì thì anh em bổ sung thêm cho mình ha. Đó, rất là cảm ơn anh em rất là nhiều đó. Với những con xe này là nó sẽ thích hợp, thì tóm lại là nó sẽ thích hợp cho những anh em là đam mê du lịch bụi hoặc là công việc di chuyển nhiều giống như mình, công việc di chuyển nhiều và chơi mô tô thì đương nhiên là phải có em này chở được xe, chở được này nọ kia khác đó. Rồi tiết kiệm, nếu mà anh em đi xa thì đi bán tải rất tiết kiệm. Còn những anh em mà không thích sự trải nghiệm hay là không thích đi xa, không thích chở đồ thì khuyên đừng nên mua nó mà đi dạo gì thôi, nó không sử dụng tối ưu chức năng nó thì phí phạm, nên mua một chiếc 4 chỗ. Rồi còn anh em như thế nào, anh em xem kênh mình như thế nào, anh em có dự định mua một con bán tải không sau khi mua xem clip này, hoặc là anh em mua 4 chỗ, thì đó là những cái ý kiến mà mình đưa ra dành cho anh em. Rồi anh em tiếp thu và anh em thấy hay thì nhớ bấm like và một subscribe cho kênh của Minh Biker để mình sẽ ra nhiều clip nữa để cho anh em tham khảo nó dễ hơn. Thì bây giờ có YouTube rồi, có mọi thứ rồi thì anh em sướng, chứ những anh em như ngày xưa không có YouTube, không có gì hết thì để mình coi clip, để mình đưa ra một cái ý kiến cá nhân của mình thì rất là khó anh em. Hồi xưa đâu có clip gì đâu, đi mua không à, mua xong về hối hận đó. Thì bây giờ mình chỉ nói với anh em là đây là những cái kinh nghiệm đúc kết của mình gửi cho anh em để anh em có lựa một cái con xe ô tô phù hợp để mình đi chơi Tết nha. Sắp Tết rồi nha anh em. Chúc anh em gần Tết rồi thì chúc anh em làm việc thiệt thành công thuận lợi để mình có tiền mua sắm Tết, và những anh em nào chưa có xe thì mua xe để chơi Tết. Rồi chúc anh em nhiều sức khỏe nha anh em. Nhớ subscribe và like cho kênh của Minh Biker nha.